chào các bạn nhé, đã đến với kênh của mình nhé. Hôm nay trời mưa, hiện tại là mình đang ở kè suối. Hôm nay mình sẽ đi soi ếch, soi nhái. Đường xuống hơi bị vất vả này. Hôm nay có cái cầu thang. Wow. Wow. Cầu hôm nay sáng đèn cực kỳ luôn, nhưng mà buổi tối nên là cái máy của mình nó không rõ mấy. Trời bây giờ tạnh mưa rồi mọi người ạ. Úi dồi. Nhảy nhanh thế. Nhanh thật. Cháo chuộc sao ấy. Vào mà bắt. Không bắt nữa đâu. À thôi, mình đi xuống, xuống dưới bên này đi. Úi dồi. Thấy rậm quá, không dám bắt rồi. Hôm nay sáng thật. Ủa, nhiều ốc thế này. Ốc có lấy không? Mình chẳng mang xô. Cho vào đây này. Nhà. Lấy đi, có ăn thì lấy thôi. Ủa, đây nhiều ốc lắm ấy. Bắt. Ui, bắt ốc ra. Ốc đâu mà nhiều thế. Bắt đi. Cho con nào thì bắt con đấy thôi. Xuống đầy hú nhiều ốc thế này. Này. Hôm trước lũ dâng lên cao lắm mọi người. Nhiều. Mà ốc còn ốc này. Trời ơi, sáng quá. Trời. Ốc thế này. Ui. Vàng á, lấy hết nhỉ. Ốc vàng nếu mà nhiều thì mới đủ ăn này, này. Ủa, nó lũ về nên là rất là nhiều ốc mọi người. À, như nước vừa xuống chiều nay sang đó. Qua lũ về mà cá bánh điểu rồi. Đâu đây. Đỉa này mọi người. Mọi người thấy đỉa chỗ mình như nào? Rất to và béo luôn. Ôi. Cẩn thận nhá anh ơi, không lại bị đỉa hút máu chết. Ừ, sợ quá. Chạy nhanh còn kịp. Nhưng chồng mình rất là nhát luôn. Gặp đỉa là phải chạy nhanh. Để lấy tài cái quăng nhỉ. Ôi, trời ơi. Hôm nay nhiều ốc thế nhỉ. Quên mang xô. Cái xô bé. Được, hôm nay ốc này mình sẽ nếu mà được nhiều nhỉ. Xả ớt thôi. Xả ớt. Là phải về ngâm đã. Gặp em rắn nước thì mấy con to thôi nha. Con to thôi, con bé không lấy đâu. Ui, nhiều thật. Nè. Này. Ui, đâu đâu đâu. Mọi người ơi. Toàn ốc là ốc thôi. Ốc này là ốc bơ vàng nha mọi người. Ốc này ốc đen hay sao ấy nhỉ? Ốc đen. Không phải ốc bơ vàng đâu. Nè. Này mọi người. Ốc này mình cũng không biết là ốc gì luôn. Này. Nhưng mà nó không phải là ốc bơ vàng. Này. Ốc này. Ui. Bắt đi anh. Ốc này ngon mà.
Nó nhựa chứ nhỉ. Đây này. Ở chân anh ấy, con to. Lấy con to to ấy, con nhỏ bỏ đi. Nhiều lắm. Này. Bắt đi. Tôi bảo bu lấy xô cho một tí. Cho vào cái này đâu mà. Tí nó đầy mất. Xoay nhéo mà lại gặp ốc. Đây mọi người. Biết con này con gì không? Con gì này? Đúng rồi, con gì này? Eo ơi. Ôi. Toàn con cóc này. Thôi. Ui, con lươn hay con rắn đây? Đâu? Này. Đâu? Đây. Con lươn. Bắt đi. Bắt được không? Không biết bắt lươn à? Anh chẳng biết bắt được. Ôi. Đi nhanh đi. Eo ơi. Qua. Không biết bắt lươn mọi người. Lươn căn không? Bản là lươn nó chạy nhanh lắm. Có cái kẹp thì hay. Có cái kẹp lươn đi. Không chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp. Mình cứ phải chuyên nghiệp bắt lươn thôi. Sâu thế. Cẩn thận nhá. Mình thì chỉ biết đi theo sau thôi mọi người. Có mang nhiều cốc ấy nhỉ. Nó sáng quá. Đây, trên kia là cầu đây. Đây chỗ hôm trước mình đi cho cua mọi người. Nhưng mà hôm nay nước dâng nhiều lắm. Căn bản là mấy hôm qua, hôm kia mưa to. Mưa to cực luôn. Sáng như nãy thì làm sao thấy con ngoé nào vậy? Các bạn anh chồng mình ban ngày phải đi làm, ban đêm đi soi chơi chơi cho mọi người. Rồi, một được, em. Một em rồi. Đâu? Con gì đấy? Cháo chuộc. Cháo chuộc sao? Được em mở màn. Đầu tiên là em cháo chuộc. Được ngay em cá chuộc. Đây là vườn rau mọi người. Vườn rau của dân mình, dân quanh đây làm đấy. Rau muống à. Mùa này thì toàn rau muống mọi người. Không biết hôm nay có được em nào về thưởng thức không đây? Phải im lặng nhé mọi người. Ồn quá thì cũng không thấy em nào đâu. Sáng gì? Sáng quá ra chỗ kia nó tối. Ui, con gì kêu anh? Ộp ấy. Hôm nay mà bắt được một con ếch thì hay đấy. Thank you.
đây. Nhái. Đây, em nhái. Béo nhỉ? Cho em nó vào muồng. Chắc muộn nó mới ra đây. Lên sáng quá nhỉ. Mà nó gần. Căn bản là mình đi sớm quá. Đây. Còn điện sáng như này thì chắc nó chẳng mò ra đâu quá. Nhiều ốc. Nhiều ốc lắm mọi người. Nhưng mà thôi. Trời, hôm nay sáng thật đấy. Nhiều đèn quá. Sáng quá. Căn bản là ở đường. Ở đường bật điện cao áp mọi người. Nên là sáng quá. Con ngoé nó cũng chẳng dám lên. Chạy hết rồi. Ôi, toàn rau bợ. Đây mọi người. Rau bợ như vậy. Đây, chỗ này này. Xuyên qua chỗ này toàn là rau bợ. Ở đây họ trồng cái gì nhỉ? Đây là vườn dân. Ôi, khoai. Củ khoai cô đơn. Đây, có một khóm mía đây. Dân họ trồng đúng không? Mía đen. Chưa ăn được. Tốt thật. Mình sẽ thử soi xem được con này. Hả? Ở đâu? Ôi dồi ôi. Được con gì đấy? Lại cháo chuộc à? Mọi người xem này. To chưa? Hôm nay toàn thấy cháo chuộc thôi. Tôi hôm nay nhái, đi soi cháo chuộc. Ôi, to nhỉ. Chắc mình cứ đi ven ven tường này. Đi xuống dưới kia đi. Cháo chuộc thôi mọi người. Tại vì hôm nay thì trời nó cũng hơi nắng nắng rồi. Cũng hết mưa rồi, mưa từ hôm qua. Mình thì gọi là đi ngắm cảnh thôi mọi người. Mình chẳng biết soi cái gì cả. Mỗi lần đi soi cua thì còn biết chứ bây giờ bảo đi soi con ếch, con ngoé thì thôi là chịu. Không biết nó ở đâu. Có khi bên tường này có khi gạo chuột cả đấy nhỉ. Đây là bậc kè mọi người, cao lắm. Đây rồi, thành quả hôm nay. Hai em cháu chuột và một em ngoái. Cái này đập hai quả trứng vào được không nhỉ? Hay rán? Ôi. Hả? Ôi, hai em ơi.
sai quả trứng để đợt sau thôi đi thả đi nhỉ. Ừ. Mình đi thả lại. Hôm nay thì bắt rất rất nhiều ốc, nhưng mà hôm trước ăn nhiều ốc quá rồi, quyết định là thả đi không ăn nữa, để hôm khác tôi thèm ốc, món ốc thì mình lại đi bắt rồi. Thôi mình cũng xin được kết thúc video tại đây nhé. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh, nhấn like và share mình nhé. Chào mọi người.